Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam. Tiếp nối thành công của chiếc Realme C1 thì hôm nay mình đang có ở đây chiếc Realme C2 mà sắp được bán ở thời gian sắp tới. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra để xem rằng là chiếc Realme C2 với một mức giá cũng rẻ thì chúng ta sẽ có những gì và cũng như thiết kế của nó ra sao, có thay đổi so với Realme C1 không nhá. Ở đây thì mình đang có chiếc máy nguyên siêu, thế này tất nhiên chúng ta sẽ phải bóc cái lớp màng mỏng này ra. Và chiếc máy này như mình hóng được giá thì bây giờ vẫn chưa có giá chính thức, nên là mình vẫn chỉ biết là nó sẽ có mức giá là dưới 3 triệu mà thôi. Thì nói chung đây cũng sẽ là một mức giá khá ổn để cho mọi người có thể tiếp cận một cách dễ dàng, giống như cái thế hệ Realme C1 trước. Ở bên trong đây thì mình tưởng là phải có cái ốp chứ, không có ốp các bạn ạ. Không biết là có phải con này thiếu ốp hay không, nhưng mà mong rằng là trong những phiên bản là chính thức thì nó sẽ có đầy đủ ốp để cho mọi người đỡ phải đi tìm. Tiếp theo bên dưới chúng ta sẽ có thân máy, ở đây thì mình đang có phiên bản màu đen. Chút nữa mình sẽ mượn thêm phiên bản màu xanh để cho các bạn có thể thấy được cái vẻ đẹp của màu xanh đó như thế nào. Cuối cùng thì sẽ là cục sạc. Và tất nhiên bởi vì đây là một sản phẩm giá rẻ, thế nên chúng ta cũng sẽ có một cục sạc thông thường với nguồn ra là 5V và 2A. Sợi dây sạc chúng ta sẽ có chuẩn là micro USB. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết cái phần phụ kiện của chiếc Realme C2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến gần hơn với chiếc Realme C2 này. Thì với cái chiếc máy Realme C2, các bạn sẽ thấy rằng là cái ngoại hình phần thiết kế mặt lưng của nó không khác biệt nhiều so với chiếc Realme C1. Chúng ta vẫn sẽ có mặt lưng nhựa và cái phần khung viền thì sẽ được ôm bo cong xuống từ phần mặt lưng, mà chúng ta cũng có thể gọi là thiết kế nguyên khối và không thể bóc tách ra được. Khi mà các bạn muốn gắn sim vào thì chúng ta sẽ có khay sim được nằm phía bên cạnh trái cùng với phím tăng giảm âm lượng, bên phải sẽ là phím nguồn, bên dưới sẽ là vị trí của jack cắm tai nghe 3,5mm, mic thoại chúng ta có jack sạc micro USB và cuối cùng đấy là cái loa ngoài. Và một cái đặc điểm nổi bật trên cái phần mặt lưng này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái đường vân kim cương 3D, và khi các bạn nghiêng thì nó sẽ có một số hiệu ứng thay đổi theo góc nhìn của chúng ta, bởi vì là nó sẽ có những đường vân kẻ ngang kẻ sọc ở đây. Và cái vân này thì các bạn có thể tưởng tượng nó khá là giống với cái phần vân ở trên cái mặt lưng của chiếc Oppo Mirror 5. Và một đặc điểm nữa đấy là nhờ vào cái vân này và cũng như là cái mặt lưng nó không bóng, nên là nó sẽ không để lại mồ hôi dấu vân tay, gây ra tình trạng trơn trượt trong quá trình sử dụng, và cái cảm giác cầm nắm trên cái mặt lưng này của các bạn là rất là thoải mái. Và trên mặt lưng của sản phẩm này thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta cũng sẽ không có vị trí của cảm biến vân tay, và một sản phẩm giá rẻ thì tất nhiên nó cũng sẽ không thể nào mà có được cái vân tay dưới màn hình. Như vậy là với Realme C2 các bạn sẽ chỉ có hai phương pháp để có thể là bảo mật. Một là dùng bảo mật bằng khuôn mặt, hai là chúng ta dùng mật khẩu, thế thôi, chúng ta sẽ không có vân tay đâu. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở trên mặt lưng của sản phẩm này chúng ta sẽ có cụm camera kép với độ phân giải là 13 megapixel cho camera chính và 2 megapixel cho camera phụ. Camera chính thì sẽ có thêm một cái vòng vàng để tô điểm để có thể là làm điểm nhấn. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có vị trí của cái đèn flash LED. Quay ra với phần mặt trước thì đây sẽ là một điểm nó khá là khác biệt so với cái thế hệ Realme C1, bởi vì Realme C1 chúng ta sẽ có thiết kế tái thỏ, còn trên cái Realme C2 này chúng ta sẽ có thiết kế là giọt nước, từ đó nó sẽ mang lại cho các bạn một cái thiết kế nó gọn gàng hơn, chứ phần màn hình nó không bị chiếm quá nhiều không gian, mà chúng ta vẫn sẽ có một cái gì đó nó tươi mới, nó sẽ không bị quá cũ kỹ. Màn hình của máy sẽ có kích thước là 6,2 của độ phân giải HD cộng tỷ lệ chúng ta sẽ có 19:5:9, và tấm nền được sử dụng trên chiếc máy này đó là IPS. Thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá cao chiếc Realme C2, bởi vì là một chiếc máy giá rẻ nhưng vẫn sẽ được sử dụng tấm nền IPS LCD. Nhưng có một điểm ở đây đấy là cái độ sáng của màn hình này thì nó sẽ không được cao cho lắm, thế nên nếu như các bạn sử dụng dưới trời nắng gắt thì chúng ta sẽ gặp đôi chút khó khăn, còn nếu như trong trải nghiệm bình thường thì màu sắc lên quá ok trong và góc nhìn rất rộng. Cái điểm tiếp theo đấy là về cái cấu hình của chiếc máy này. Thì do cái chiếc máy này là phiên bản nâng cấp so với cái chiếc Realme C1, nên tất nhiên chúng ta cũng sẽ có một con chip nó ngon lành, nó xịn sò hơn một chút. Đấy là con chip Helio P22. Phiên bản mình đã có ở đây sẽ có 2GB và 16GB bộ nhớ trong. Tất nhiên thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có những phiên bản với tùy chọn RAM nó cao hơn thì chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn hơn. Nhưng mà cái đấy thì sẽ phải đợi trong thời gian sắp tới để xem rằng là Realme có tung ra những phiên bản nâng cấp cấu hình hay không. Còn về hiệu năng của cái chiếc Realme C2 này với con chip Helio P22 nó như thế nào thì tất nhiên trong thời gian tới mình cũng sẽ mượn một chiếc máy về để có thể là test nó với những tựa game để cho các bạn có thể thấy rằng với con chip này chiếc máy có thể làm được những gì. Cuối cùng về thời lượng pin thì chiếc máy này sẽ mang lại cho chúng ta một quả pin quá lớn luôn. Chúng ta sẽ có quả pin là 4000 mAh, nhưng nó sẽ chỉ phải gánh một cái màn hình HD và cũng như là một cái con chip ăn không quá là nhiều điện năng. Thì các bạn cứ yên tâm, chiếc Realme C2 sẽ đáp ứng cho các bạn cực kỳ tốt cái việc sử dụng trong vòng một ngày, hoặc là có thể là dùng tới ngày rưỡi, 2 ngày tùy theo tác vụ mà các bạn sử dụng. Chỉ có một điều đáng tiếc thôi, đấy là cái chiếc máy này do nó nằm trong cái phân khúc giá rẻ, thế nên nó sẽ không có hỗ trợ sạc nhanh, nên là cái quá trình để chúng ta sạc đầy cho quả pin này cũng sẽ khá là gian nan đấy. Và trên đó là video mình chia tay chia sẻ nhanh đến các bạn về chiếc Realme C2, một chiếc máy giá rẻ của Realme mới được ra mắt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và các bạn thấy sao về Realme C2? Nếu như so sánh với Realme C1 thì các bạn thấy nó có hơn nhiều hay không? Xin một comment để lại cái ý kiến cá nhân của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.